Tôi sinh ra và lớn lên tại ngôi làng Mộc đã có từ hơn ngàn năm, làng Cố Minh Nghệ La Xuyên thuộc xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Mỗi địa phương có những cách đón giao thừa Tết cổ truyền riêng, nhưng phong tục mà tôi kể và minh họa bằng video sau đây chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều thú vị. Có một tục lệ mang đặc trưng của quê hương tôi, đó là rước lửa vào đêm giao thừa tại đình làng, nơi thờ ông tổ Nghề Mộc, lão La Đại Thần Ninh Hữu Hưng. Cứ đến thời khắc giao thừa, hàng ngàn người lại đổ dồn về đình làng, mỗi năm số lượng lại tăng lên. Có người nhận định tục rước lửa đã có từ ngàn năm, và ngày nay tục rước lửa này ngày càng trở nên linh thiêng hơn. Lửa đã đem lại mọi sự may mắn cho người dân. Người dân làng Nghề La Xuyên quan niệm ngọn đuốc soi tỏ con đường đang đi, xua tan rủi ro trong năm mới. Chỉ cần đàn em về làm một bên năm mình lại có câu trả lời. Vậy là đã bao năm qua, người dân làng Mộc La Xuyên đã dùng ngọn lửa của tổ nghề để gội rửa tâm hồn và giữ gìn làng nghề. Cũng đã hơn 20 năm kể từ những năm lên 7, lên 8, theo ông, theo bố, gia đình vào thời khắc giao thừa. Thời gian cứ trôi qua đi, cuộc sống liên tục thay đổi, suy nghĩ cũng ngày một lớn dần. Nhưng có lẽ bao người con làng Nghề La Xuyên đều có cảm giác đến thời khắc ấy lại dộn lên trong lòng bao cảm giác khó tả. Dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa, là bởi đằng sau những bận rộn vội vã hàng ngày là những nụ cười, là những vui tươi rạng rỡ khó che lấp được trong thời khắc giao thoa của đất trời. Ngày nay, theo dòng phát triển của đất nước, ngày Tết đã có nhiều thay đổi. Thế nhưng, cái nghĩa vô cùng của nó thì vẫn thế. Và lòng người dành cho Tết, cho xuân cũng vẫn vậy. Vẫn cứ rạo rực như những ngọn đuốc kia mỗi dịp Tết đến xuân về. Mọi lời hơi xếp xưa mong chờ.